Xin chào các bạn. Thực sự thì đã lâu lắm rồi mình chưa được gặp các bạn. Có lẽ là 3 tuần, 1 tháng gì đó rồi. Có lẽ là 1 tháng rồi mình đã rời bỏ với TN Talk. Hiện tại mình đang là Android 11. Bây giờ mình đã không còn bất kỳ một mối liên kết hay là một cái thông tin gì liên quan đến TN Talk nữa. Thực sự ấy. Nhưng mà quả thực thì mình đã khá là nhớ kênh cũ rồi. Nên là hôm nay mình sẽ quay trở lại kênh cũ nha các bạn. Để mình xem là kênh cũ mình giờ còn lại những gì ha. Ok. What the fuck? Cỏ. Ok. Kênh của mình bây giờ nó đã thành cái gì rồi các bạn ơi? Nó thành cái gì mà cỏ lang thang ạ? Ôi cỏ lang thang 89. Ơ đủ. Kênh mình bị làm sao này? Đùa các bạn, thực ra thì có một thực tế rằng là mình đã bán kênh này từ lâu rồi các bạn. Mình đang có khá nhiều chuyện bế tắc ở ngoài đời mà mình cần những tiền ấy. Dĩ nhiên là không phải là mình thua cờ bạc hay gì đâu nhá. Không như cái thằng QY nó nói đâu nha các bạn. Mẹ nó ngày xưa ở kênh mình thì mẹ hôm thì nó nói là Tuấn rồi mắt làm nôn lệ, xong cuối cùng kêu là bán kênh là đánh tài xỉu. Nhiều lúc nghe xong nó hết cả đầu các bạn ạ. Mình biết là nó chỉ đùa thôi nhưng mà thực sự như thế thì cũng không hay một tí nào. Sữa ấy. Nhưng mà tất cả mọi thứ liên quan đến TN Talk nó đã không còn đây rồi thì mình sẽ vào thử xem kênh này như nào ha. Rồi ok. Cỏ lang thang 13,6 ngàn người đăng ký, 54 video. Rồi. Xin chào mọi người. Mình là cô gái sinh năm 1989 tại thành phố Hồ Chí Minh. Kênh Cỏ lang thang mình làm lên để chia sẻ những điều thú vị, kiến thức, kinh nghiệm mọi thứ trong cuộc sống quanh mình. Mong được mọi người ủng hộ và chia sẻ. Mình cảm ơn. Ok thì ta có thể hiểu được ở đây là đã có một bà chị sinh năm 1989 ở trong Nam này. Thì 89 cộng 11 cộng 24 là hiện giờ là 35 tuổi rồi các bạn ạ. Wow. Tầm này thực ra thì tầm tuổi mình có thể gọi bà chị, thực ra gọi người này là cô được rồi. Nhưng mà thôi, để cho trẻ trung hơn ta sẽ gọi đây là chị nha các bạn. Chị Cỏ lang thang. Đấy, thì thực sự thì có những một số thông tin khác trên kênh của mình, ví dụ như là địa chỉ email này, TikTok hay là mấy cái thông tin của mình này. Thì đơn giản là các bạn phải vào YouTube Studio trên máy tính các bạn mới chỉnh được ha. Theo mình nghĩ là bà cô này có thể là dùng toàn là điện thoại nên là không thay mấy cái link này của mình được. Đó, nhà mình vẫn còn beacon của mình này, Discord, Facebook và TikTok này. Đó. Thì sắp tới mình sẽ tiếp tục đăng thêm những video trên TikTok. Nên là các bạn nếu thích các bạn có thể qua TikTok của mình để ủng hộ nha. Ở đây thì rõ ràng là đúng rồi các bạn ạ. Đây là có cả Bros này, kênh của mình với cả thằng QY này, Series Flashback này, mình mới bạn A này. Rồi còn nhiều video nữa. Họ vẫn chưa có gỡ hết mọi người ạ. Chưa làm gì cả. Cũng được. Cũng có thể nói là tạm được các bạn ạ. Ok. Thì mình nhớ không lầm là cái này đã đăng 2 video rồi và khi mà chúng ta bấm ở video này này, ta sẽ có thêm 2 video nữa. Ở đây thì ban đầu sẽ là cách pha nước mắm chua ngọt bán cơm tấm bánh cuốn. Xong rồi một đoạn video nữa đó là Thảo Cẩm Viên Sài Gòn một ngày đi dạo cùng mình nhé. Are you kidding me? Thực sự nha các bạn. Kênh này mình đã bán rồi các bạn. Thì giá bán của kênh này mình nhớ không lầm là mình đã nhận được tầm khoảng là 4 triệu. Chưa được một trách nữa. Nhưng mà khi mình nhớ là nó được đăng lên web để bán ấy thì mình nhớ giá của cái kênh TN Talk này nó đã là 13 triệu rưỡi nha các bạn. Nghĩa là giá trị nó bị đội lên 3 lần. Thực sự một cô gái đã mua kênh này 13 triệu bỏ ra nhá, chỉ để mua kênh này và đăng 2 cái video như này. Ok, thực sự nha các bạn. Mình không cần xem, mình cũng đã biết được 2 video này nó sẽ chất lượng nó sẽ như thế nào rồi.
các bạn có thể nhìn qua. Cái thứ đơn giản nhất đó là hình thu nhỏ và cả tiêu đề. Các bạn nghĩ các bạn đùa tôi à? Một người người ta mới làm YouTube mà rõ ràng bỏ ra 13 triệu để mua một cái kênh như này, sau đó là dùng nó đăng mấy cái video như này. What the fuck? Các bạn có thể nhìn lại kênh cũ của mình nha. Cái kênh cũ của mình này, nó đăng video này, hình nền các thứ này, mọi thứ được đầu tư rất là kỹ luôn đấy. Video thì 1 tuần thôi xong rồi, nhưng mà có cả video mình phải bỏ cả 1 tháng ra để mình làm các bạn. Nó rất là mất công. Nó chuyên về những cái bí ẩn trên internet, xong rồi những cái sự thật thú vị ha. Nhưng mà đến bây giờ chỉ đúng trong 3 tuần thôi, nó đã có video nấu ăn rồi, xong rồi lại còn đi chơi Thảo Cầm Viên Sài Gòn. Các bạn không thể hiểu được cái hoạt động của kênh cũ của mình và cái kênh mới này, hai cái thực sự nó khác nhau. Các bạn hiểu không? Đầu tiên là cái kênh mình nó xây ra nó không phải hướng để làm vlog, mà tuy nhiên sau đó thì cô này đã chuyển mục đích sử dụng của mình ha, nó chuyển sang những cái vlog đời thường như này, thì thực sự là cái tệp khán giả nó đã khác đi rồi. Mà thôi, để cắn răng chịu đựng thì hôm nay mình sẽ xem những video trên kênh này cho các bạn, dù rằng biết rằng mình có thể sẽ bị đánh bản quyền, nhưng mà điều đó không quan trọng. Thì mình sẽ xem thử là cô gái 35 tuổi này sẽ làm những video như thế nào cho các bạn. Dù rằng là từ tiêu đề mình đã cảm giác là thực sự không ổn rồi, nhưng mà thôi, mình vẫn sẽ xem vậy. Mẹ mình cảm giác ngày trước thì Tèo Phạm reaction thường ngủ quên, hôm nay Ender 111 aka Tuấn Đặng reaction mẹ cỏ lang thang. Ok, xem nha. Xin chào tất cả mọi người, thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn cách làm nước mắm Dương bé này. chua ngọt để lâu không hư. Mình có thể dùng ăn cơm tấm, bánh ướt hoặc là bánh cuốn và số. Bạn cảm giác cô này quên làm video mà quấy quay thế, nhờ tối đêm ấy khi mà có tiếng vẹt kêu, các bạn xem rất là khá là buồn ngủ. Mình xin lỗi các bạn, khá là buồn ngủ thực sự ấy. Tiêu đề mô tả không có đang trong 3 ngày 4 ngày 178 lượt xem. Vậy là các bạn đã thấy được sự sai lầm của cô này khi mua kênh rồi mình có thể đấy. dùng ăn cơm tấm này, bánh ướt hoặc là để lâu không hư. Mình có thể dùng ăn cơm tấm này, bánh ướt hoặc là bánh cuốn. Và sau đây mình sẽ chia sẻ công thức cho các bạn nhé. Ok, được. Thì thực sự ban đầu thì có thể nói là cách nói chuyện của chị này khá là được nha các bạn. Thì cũng như là mọi video YouTube thôi, thì chị cũng xin chào mọi người, hôm nay mình sẽ hướng dẫn, thì điều đó cũng khá là ok, với mình khá là ok. Nhưng mà cái vấn đề ở đây đó là cái tiếng ve kêu làm mình buồn ngủ vừa nãy nó đã lấn một phần giọng của chị này rồi, nên là đâm ra là giọng chị này bị bé đi ha, và nghe sẽ khá là không rõ. Ừ, nó sẽ là như vậy. Ok. Thực ra thì mình còn nhớ thêm một vài điều nữa, đó là ngày trước là mình có bình luận trên đây thì có một bạn hỏi là kênh Tiên Talk hiện đang ở đâu, thì chị của lang thang này có bảo đó là kênh này tiên bạn tiên bên Tiên Talk đã chuyển giao lại cho mình nhé. Thực ra một bên trung gian họ đã chuyển rồi các bạn ạ, không phải tay mình chuyển đâu, tay mình mà chuyển tự tay chuyển cho cái bạn này thì thật các bạn cũng mà chết không được. No no, không sao mà. Mà cuối cùng thì mình cũng đã có bình luận ở đây là chị ơi, làm kênh thì cố gắng đầu tư hơn một xíu đi chị nhé, dư lại từ di sản của em đi đấy. Tôi nó hoành tráng nhưng mà của chị này nó cứ nó sao sao thôi các bạn. Mong chủ kênh một ngày tốt lành sờ giờ. Cảm ơn bạn, mình cũng đang bắt đầu xây dựng kênh, mong mọi người ủng hộ mình nhé. Như này thì không ai ủng hộ đâu. Chị ơi cho em bán kênh kia tóc cũ tạo được không? Không, bán không đồng ý, tao mua. Chị and talk đâu rồi? Tôi đây, tôi đây bạn, tôi đang ở đây này đấy. Nói đùa vậy rồi các bạn, thực ra mình không còn gì trong tay rồi, mình chỉ còn cái kênh cũ này thôi ha. Thật sự buồn.
sau tất cả này, mình cũng chỉ muốn nói rằng với các bạn đó là mình biết là cái kênh này nó sẽ không thể nào đi xa đâu các bạn ạ. Vào tay bà này chắc chắn là không thể đi xa đâu. Thực sự á, các bạn tưởng tượng một cái kênh vlog nó làm nó rất là chán, nó không có cái gì cả. Kiểu tại sao mà mới bước chân tập luyện làm YouTube mà lại sẵn sàng bỏ ra 13 triệu để mua một cái kênh này về, sau đó đăng những cái video kiểu như này, thực sự rất là phí tiền đấy các bạn. Ok ok ok, có thể sẽ có nhiều bạn bảo là chị mua rồi sau này chị sẽ cố gắng chị cải thiện, nhưng mà không, các bạn làm ơn đừng nghĩ đi việc đấy. Các bạn nên hiểu một vấn đề là bà chị này sinh năm 1989, tức là bây giờ đã 35 tuổi rồi, những cái tiếp xúc về những thiết bị hiện đại nó không thể nào bằng được lớp trẻ ngày nay được các bạn. Theo mình nghĩ thì thay vì nếu mà chị này có khoảng 13 triệu ra để mua một kênh YouTube, thì thay vì làm điều đó, chị có thể lấy 13 triệu đó để đi học các khóa học YouTube, đi học những khóa học dựng video các thứ, đầu tư vào thiết bị máy móc các thứ. Thì theo mình thực sự là 13 triệu ấy nó xứng đáng hơn nhiều so với việc mua một kênh YouTube nó như thế này. Mình thực sự trận này là mình vô vọng các bạn ạ. Biết thế từ đầu mình đã không bán kênh rồi để cho người ta giữ kênh mình làm cái trò này. Kênh cũ mình làm theo mình nghĩ là vẫn còn người xem này, và vẫn còn quý mến ủng hộ mình, thì mình vẫn còn động lực để ra những video như này. Thì có một điều mình muốn nói cho các bạn biết, đó là thời gian ở đây thì mình đang gặp khá nhiều vấn đề về tâm lý các bạn ạ. Nên là sau khi bán kênh như này, thực sự thì trong thời gian khó khăn của mình thì mình vẫn luôn cảm thấy biết ơn vì có những người thân, những người bạn của mình, những người anh em kênh Chien Talk, họ cũng đã qua đây để ủng hộ cho mình. Thì thực sự theo mình thì đó là thực sự thì mình rất là biết ơn và trân trọng cảm ơn các bạn vì đã vẫn luôn còn ủng hộ và tin tưởng Chien Talk đến cả bản thân mình ngay tại đây. Thực sự và thôi, dù sao thì mình cũng có lẽ là mình cũng sẽ không còn một hy vọng gì cho việc là mơ rằng tương lai là ai đó sẽ có thể phục dựng và biến cây Chien Talk này trở thành một thứ gì đó lớn lao. Không, điều đó sẽ không bao giờ xảy ra khi những cái video như này còn tồn tại.